chị và các bạn, chắc là các anh chị và các bạn cũng đã biết rằng ngày hôm nay á thì ai ai cũng đều bận rộn, cũng đều lo toan với công việc của mình. Hầu như một ngày á, mình phải giải quyết rất là nhiều công việc. Và câu hỏi đặt ra là vậy thì để làm sao á, mà tôi có thể hoàn thiện được hết tất cả những công việc trong ngày một cách xuất sắc nhất? Thì câu trả lời đó là phải tập trung thôi. Mình phải tập trung vô mình làm thôi, đừng sao nhãng. Nhưng mà có những người nói là bây giờ tôi tập trung lắm á, nhưng mà tôi đang làm, vậy thì tự nhiên lại có một cái cuộc điện thoại đến, có một cuộc điện thoại đến buộc là tôi phải nhấc máy tôi nghe. Nhưng mà mình trả lời rằng là nếu vậy thì tắt điện thoại đi, thì họ trả lời là không được, là bởi vì cái công việc của họ cần phải mở điện thoại để nghe. Thế thì giải pháp nào có thể giúp cho mọi người có thể tập trung làm việc mà làm việc một cách xuất sắc, hoàn thành những cái việc mà mình đề ra? Thì hôm nay mình chia sẻ với các anh chị các bạn một cái trải nghiệm mà mình đã trải qua trong một cái thời gian vừa rồi, khi mà mình sử dụng cái phương pháp này. Và cái phương pháp này là do một người thầy họ chia sẻ lại với mình, và mình thấy nó rất là hay và có tác dụng khi mình áp dụng cái phương pháp này. Thì là mình sẽ chia sẻ lại với các anh chị cái phương pháp này nhé. Thì thông thường thì khi mà mình đang làm việc thì tự nhiên giả sử như có một cái cuộc điện thoại hay là có ai nhờ mình làm cái này làm cái kia, thì khi đó mình bỏ cái công việc đó lại và mình qua mình làm cái công việc khác. Thì khi mình quay lại cái công việc đó mình làm thì mình phải mất hết 10 đến 15 phút để mình có thể lấy lại được cái sự tập trung vào cái công việc đó. Thì cái giải pháp hôm nay mình chia sẻ với các anh chị và các bạn đó là một cái phương pháp là Pomodoro. Đọc tiếng Việt đó mình phải đọc chậm như vậy đó. Pomodoro. Thì cái người tìm ra cái phương pháp này đó là một cái người Ý. Ông tên là Francesco Cerullo. Thì cái chữ là Pomodoro đó là theo tiếng Italia có nghĩa là cái quả cà chua. Quả cà chua. Thì thực sự ra thì tại sao nói quả cà chua? Tại vì nó hình dáng cái quả cà chua. Và nó thực ra nó chỉ là một cái chiếc đồng hồ thôi. Nó mang hình dáng cái quả cà chua để theo dõi cái thời gian khi mà mình làm một cái công việc gì đó. Đó. Thì cho nên là ông ấy phát hiện ra. Thế thì vào cái năm 1980 khi ông là sinh viên thì ông mới nhận thấy rằng là cái sự tập trung của mình thường bị giảm sau khoảng là một thời gian mình tập trung mình làm việc á. Và ông nhận thấy rằng là khó có thể được tập trung vào các cái bài học của mình. Sau đó thì ông mới đưa ra cái phương pháp là nghỉ ngắn ha, nghỉ ngắn giữa các cái phiên làm việc. Thông thường thì là ông sử dụng cứ 25 phút cho một phiên làm việc. Giả sử như mình ngồi mình viết sách đi ha, thì ví dụ như một chương như vậy thì mình nhắm mình sẽ viết khoảng là hai phiên, mỗi phiên là 25 phút thì tổng cộng là 50 phút, vì mình chia ra phiên đầu tiên là 25 phút, phiên thứ hai là 25 phút. Thì vào năm 1980 thì khi còn là sinh viên thì ông mới nhận thấy là cái sự tập trung của mình thường giảm giảm rất mạnh sau một khoảng thời gian, và ông rất khó có thể tập trung vào trong cái việc học được. Do đó mà ông đưa ra một cái phương pháp đó là nghỉ ngắn giữa các cái phiên làm việc. Nói tới đây thì chắc là một số anh chị là đang là khó hiểu ở khúc này. Bây giờ mình ví dụ, giả sử như mình ngồi mình viết sách đi, thì là một cái chương thì mình nghĩ rằng là mình viết khoảng độ 50 phút. Vì vậy mình sẽ chia thành hai phiên, mỗi phiên là 25 phút. Thì giữa hai phiên đó sẽ có một cái khoảng thời gian ngắn để mình nghỉ. Thì thông thường tùy mình cho có thể là 3 phút hay 5 phút gì đó. Mình nghỉ ở đây nghĩa là mình ngưng hẳn công việc đó, mình đứng lên, mình tập thể dục, hay là mình đi uống nước, hay là như thế nào đó, mình không quan tâm tới cái việc đang làm. Và khi mình thực hiện ngay sau thì mình quay về mình làm lại cái phiên làm việc thứ hai. Thì khi đó là cái khả năng tập trung của mình rất là cao. Thì để mà thực hiện được cái phương pháp này thì nó cần có một cái phần mềm. Phần mềm đó là
nó thể hiện cái quả cà chua, nó là cái đồng hồ đếm ngược thôi, nó là cái đồng hồ đếm ngược thôi, và nó thiết lập, nó set up cái quy trình ha. Có một số anh chị nói rằng là bây giờ tôi lấy điện thoại tôi cài đồng hồ nó reng cũng được vậy. Thì tất nhiên đúng, anh chị làm như vậy thì cũng được, nhưng mà ở đây nó có sẵn phần mềm như thế rồi, thì mình bản thân mình dùng thì mình thấy nó rất là hiệu quả, cực kỳ hiệu quả luôn. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm cái cách này. Vậy thì để làm sao thực hiện được cái phương pháp Pomodoro ở đây, thì để thực hiện cái phương pháp này nó gồm có 5 bước. Cái bước thứ nhất đó, thì anh chị phải quyết định được cái công việc mình sẽ làm là cái gì ha. Bước thứ hai đó, là phải thiết lập được cái bộ đếm thời gian cho cái phiên làm việc đó. Ví dụ thông thường đó, thì người ta dành khoảng 25 phút cho một cái phiên làm việc của cái Pomodoro này. Nhưng mà đối với mình đó thì mình hay dùng 20 thôi. 20 một phiên làm việc. Và khi làm việc như thế đó, thì mình tập trung vào duy nhất một cái việc đó thôi, và mình thực hiện cho đến khi cái đồng hồ đó, nó báo là hết cái quả chua đó. Ví dụ như là 20 phút nó sẽ đếm ngược dần, giống như đồng hồ cát đó, đếm ngược dần, và khi nó reng, chuông reng á, thì khi như mình đứng lên là kết thúc cái phiên đó. Rồi mình sẽ nghỉ ngắn từ 3 đến 5 phút giữa các cái phiên đó. Sau 3 5 phút mình lại tiếp tục cái phiên tiếp theo. Thế thì sau 4 lần cái phiên như vậy thì mình sẽ cho phép mình nghỉ dài ra là khoảng 15 đến 30 phút. Thì như thế mình sẽ tái tạo được cái năng lượng của mình. Những cái giờ nghỉ đó mình có thể mình đi ăn một chút gì nhẹ, hoặc là mình uống nước, mình có thể tập thể dục, hay là mình làm một cái việc gì đó. Thì khi mình bước vào trong cái phiên làm việc tiếp theo thì cái năng lượng của mình cực kỳ cao. Và cái nguyên nguyên tắc của cái phương pháp Pomodoro này là trong một Pomodoro, nếu bạn buộc phải gián đoạn, ví dụ như đang làm như này vì một lý do gì bất khả kháng mà mình phải gián đoạn, thì cái quả cà chua này nó sẽ tính lại ngay từ đầu, mà không có cái chuyện là tôi làm được một nửa hay một phần ba gì đó là tôi tiếp tục. Không, không có như vậy, bắt buộc phải quay lại cái phiên đầu. Đó rất là hay, thiết lập vậy rất là hay. Và khi làm như vậy thì anh chị chỉ tập trung và làm một việc duy nhất. Bây giờ đó là Facebook cũng bỏ qua, Zalo bỏ qua, Viber cũng bỏ qua, tin nhắn bỏ qua, tất cả là không được can thiệp vô cái phiên làm việc đó. Thì khi đó các anh chị sẽ nhận thấy được cái hiệu quả công việc mình tập trung làm rất là cao. Rồi nếu như mà công việc mà xong trước á, khi Pomodoro kết thúc á, ví dụ như là cái phiên đó mình đặt cho mình là khoảng 20 phút để mình làm cái công việc đó, nhưng khoảng độ 17 phút mình đã xong rồi, thì 3 phút còn lại mình sẽ ngồi mình kiểm tra, cái này từ đầu đến cuối là viết đúng chưa, chính tả xuống dòng rồi vân vân, chữ nó có nhảy không. Thì 3 phút đó là 3 phút để mà mình kiểm tra lại cái công việc đó. Cho nên là các anh chị đừng có thấy là mình 17 phút mình xong công việc đó rồi thôi mình đứng lên, thì như vậy nó lại không đúng với cái nguyên tắc của cái phương pháp này. Cho nên mình phải bám đúng cái nguyên tắc như thế nha. Ok các anh chị và các bạn, như vậy thì mình vừa mới trình bày xong với các anh chị và các bạn cái phương pháp và cái nguyên tắc khi mà mình thực hiện cái Pomodoro này. Như vậy bây giờ để làm sao bắt đầu thực hiện ở đây, thì bây giờ mình mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi cái phần hướng dẫn của mình nha. Và bây giờ đầu tiên đó thì mình gõ cái link nè, link mình sẽ gửi cho các anh chị ha, cái link là teamviết.com download nè nha, mình gửi ở dưới cái video này, các anh chị vô đây lấy về ha. Thì nếu mà ai xài bằng app hay là bằng app á, iOS á, thì tại đây nha, trong đây là Team Viết for Windows nè, thì các anh chị tải cái phần này vô. Nếu mà ai dùng cái hệ điều hành Mac OS á, thì mình tải đây nha. Đây ở đây mình tải này rồi nè, nó nhẹ lắm các anh chị, có 17,6 MB thôi, rất là nhẹ, rồi sau khi tải xong nè, bây giờ là sau khi mình tải xong, mình sẽ mở cái thư mục đó ra, đây đây, TeamViz đây nè, mình nhấn nhấn đúp cho nó, mình nhấn chữ run nè, rồi mình cứ nhấn next thôi, chấp nhận nó, nhấn next, install.
Phần mềm này rất là hay nha quý vị. Chờ mình đánh finish. Đây, sau khi cài đặt xong đó, thì các anh chị các bạn thấy là cái chữ TeamViz này nè, mình nhấn nó vào. Đây là phần mềm miễn phí, cho nên các anh chị không cần phải lo về cái bản quyền. Ha, thì mình sẽ nhập cái email mình vào đây. Mình login đó. Ở đây mình đăng ký chứ. Thì hàng bắt mình nhập lại cái password này. Rồi, như thế là mình đã cài đặt xong. Thì ở cái phần này các anh chị lưu ý nè. Bây giờ bắt đầu mình hướng dẫn các anh chị nè. Mình vào cái sàn setting nè. Đây hồi nãy mình có nói cho các anh chị đó, là 25 phút là một cái phiên làm việc và 5 phút là mình nghỉ giữa giờ. Và cứ 4 phiên làm việc xong mình sẽ nghỉ 15 phút hoặc là 30 phút ha. Thì chỗ này các anh chị có thể chỉnh lên xuống nè, tùy theo mình nha. Đó, chỗ này thì mình chỉnh lên xuống nè, tùy theo cái phút mình nghỉ giữa các phiên ha. Thông thường mình nghỉ cái này thì mình nghỉ sẽ là 5 phút. Đấy. Rồi. Ở đây thì các anh chị không đụng gì vào, mình cứ để đấy. Ở đây á, thì nó có cái sound setting. Thì các anh chị có thể là mình nhấn cái nút này ha, để mà lúc mình tạo cái quả cà chua đó thì nó sẽ có cái phần âm thanh mình nghe nha. Rồi mình nhấn ok nè. Nha. Rồi. Bây giờ đến đây nè. Giả sử như mình đặt một cái lịch. Bây giờ cái này mình xóa đi thử nhé. Rồi, bây giờ mình tạo để mình tạo một cái phiên làm việc á thì mình nhấn vào đây nè, add list nè. À, bắt đầu ở đây thì mình sẽ tạo, ví dụ như mình tạo là viết sách thì mình tạo cái chương mở đầu đi. Rồi. Đây viết chương mở đầu đây. Thì trong cái chương mở đầu này á mình sẽ đặt là giả sử như là phiên 1. Đây là phiên 2. Rồi ví dụ vậy. Thì bây giờ bắt đầu ở cái phiên làm việc thứ nhất nè, mình sẽ nhấn đây nè. Đấy, thì bắt đầu là cái chữ này nó hiện màu đậm lên. Thì các anh chị sẽ coi nè, nó có cái đồng hồ nó hiện ra đây. Nha. Và đây bắt đầu mình nhấn nè. Đó, thì quý vị thấy là nó hiện 25 ra. Hồi nãy thì mình thấy 20 nhưng mà thực tế 20 nó mặc định nha, thì mình sẽ chỉnh 25 thì bắt đầu nó ngược cái thời gian đếm ngược đó. Thì khi hết cái thời gian đếm ngược này nó sẽ xuất hiện cái đồng hồ là 5 phút. À, hết thời gian đếm ngược này nó sẽ reng lên. Đó. Thì mình sẽ có cái 5 phút đó là nó tiếp tục reng, nó reng giống đồng hồ báo thức của mình đó nha. Rồi, đó thì các anh chị cứ áp dụng như thế đi. Thì các anh chị sẽ thấy nè, đây nó cũng có cái đồng hồ trên đây nè. À, mình có thể để đồng hồ đây là mình kiểm tra. À, có đếm ngược đó. Rồi đó, ví dụ như mình muốn hủy thì mình nhấn đây mình hủy. Ha. Rồi các anh chị cứ áp dụng đi. Áp dụng đi thì bản thân mình sẽ nhận thấy được là cái điều này á, nó có cần thiết mình hay không. Nhưng mà cá nhân mình làm thì mỗi lần mình làm mình lấy cái quả cà chua này ra. Thì đó công việc mình làm á, mình giải quyết nó rất là nhanh mà nó tập trung, nó chất lượng nữa. Rồi cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu các anh chị mà thấy cái video cực kỳ hấp dẫn ha, giúp ích được rất nhiều cho anh chị, thì vui lòng nhấn nút like, nút đăng ký và share cho mọi người xem để mọi người có thể nhận được cái giá trị này. Rồi cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào. Don't stop.
dong dong dong.